Ngoài công cụ pen là công cụ chính để mà giúp chúng ta vẽ các cái hình ở trong Illustrator thì chúng ta vẫn còn một số các công cụ khác cũng có thể sử dụng để vẽ hình. Ví dụ như là chúng ta có hai công cụ này nhìn tương đối giống nhau nhưng mà tôi cũng giới thiệu luôn để các bạn có thể phân biệt được luôn, đó là cái công cụ pen brush và công cụ block brush tool. Công cụ pen brush này phím tắt của nó là B, bản chất của nó thực ra là nó trông thì các bạn thấy là nó vẽ ra nó có cái hình giống như cái bút lông, nhưng mà thực ra thì cái đường vẽ của nó thì tương đối là đơn giản. Bản chất của nó là đường dạng stroke đấy. Khi mà các bạn vẽ một cái đường như thế này thì các bạn có thể là tạo ra các cái nét mà tương đối khác biệt. Bình thường thì chúng ta sẽ có mặc định là để ở cái chế độ là uniform, có nghĩa là cái nét của chúng ta vẽ ra như thế nào là nó sẽ chạy gần như đúng như thế và nó có một độ dày nó đồng nhất đó. Nhưng mà khi chúng ta cần, chúng ta có thể là sổ cái danh sách ở đây ra và các bạn chọn cho tôi một cái dạng nét khác đó. Đây tôi cho nó dày lên một chút, các bạn nhìn nó sẽ rõ hơn khi mà chúng ta chọn các cái kiểu nét. Thế thì ở đây nó có cái vấn đề là các cái nét này trông thì rất là dày, trông giống như là một cái giống như một cái bề mặt, nhưng mà bản chất của tất cả những cái mà chúng ta đang vẽ ra này vẫn đều chỉ là dạng stroke thôi. Đấy, đường chúng ta vẽ ra nó chạy như thế nào thì nó sẽ được hiển thị bởi cái đường xanh xanh này. Đấy, và nếu mà chúng ta điều chỉnh thì chúng ta vẫn sử dụng cái direct selection này, bấm vào đây vẫn có các điểm điều khiển, vẫn có các tay đòn, và bằng cách là bấm và co kéo chúng ta vẫn điều chỉnh nó giống như cái đường path chúng ta vừa làm với lại cục pen. Chỉ có điều là bây giờ cái nét của nó dày hơn, nó có thể là chỗ dày chỗ mỏng thế thôi, còn chất của nó, gốc của nó vẫn là cái đường path. Thế còn có một công cụ trông rất giống, nó nằm bên dưới này. Thì công cụ này thì tương đối mới, nó là công cụ tương đối mới so với các công cụ mà chúng ta đã nói từ trước. Thì cái block brush này thì nó vẽ như thế này, trông thì bây giờ các bạn thấy là nếu mà chỉ nhìn trên màn hình mà không chạm vào nó, không chọn nó thì nó sẽ có những cái lầm tưởng rằng đây là những cái thứ giống nhau đấy. Tuy nhiên về mặt bản chất là công cụ này là vẽ ra những thứ rất khác nhau. Cái thằng pen brush đó thì nó vẽ ra bản chất là stroke, còn cái thằng block brush thì nó vẽ ra cho chúng ta là những cái đối tượng thuộc dạng fill, tức là bề mặt. Và nó có một cái điểm cực kỳ đặc biệt là như này, cái thằng pen brush này do nó vẽ ra là các path cho nên chồng lên nhau thì cứ chồng lên nhau thôi, chứ nó không dính dáng gì đến nhau cả, không quan hệ, không biết mày là ai cả, đúng không? Trên màn hình trông thì có vẻ là dính vào nhau nhưng thực ra nó là các đối tượng hoàn toàn là độc lập. Tuy nhiên cái block brush này thì chúng ta vẽ ra những cái thứ mà nó hoàn toàn là độc lập nếu như nó không chạm vào nhau, còn nếu mà nó chạm vào nhau thì nó lại sẽ dính vào nhau luôn. Đây các bạn thấy, đây là một đối tượng thứ nhất, chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem nó là cái gì đã. Có cái đường viền màu xanh không ạ? Không có đúng không? Và đây là một cái bề mặt này, hay là một phim đó. Bây giờ tôi vẽ tiếp này, độc lập đúng không?
đây là một cái, đây là một cái, hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau. Nhưng đây bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét. Dính nhau chưa? Cái dạng này là nó cho phép nối vào nhau nếu như mà chồng vào nhau đấy, hai giọt nước nằm cách nhau thì nó là hai giọt nước không liên quan, nhưng nó chỉ cần chạm vào nhau một cái là lập tức hai thằng tự hòa vào nhau, dính liền vào nhau ngay. Thì cái thằng blood brush này nó hoạt động theo nguyên tắc giống như thế, vẽ không chạm vào nhau, chúng ta sẽ vẽ ra các bề mặt, các đối tượng dạng độc lập đấy, nhưng mà chỉ cần dính vào nhau một cái là lập tức nó tự hàn vào nhau ngay. Chúng ta không cần phải thêm bất cứ một thao tác nào trong cái nhóm lệnh Sharp hoặc Pathfinder để mà chúng ta hàn chúng nó vào nữa. Cứ đơn giản là có một phần là nó dính vào nhau là lập tức nó sẽ tự cộng vào nhau thành một vùng mới với cái hình dáng và diện tích bằng tổng hình dáng diện tích của hai cái hình luôn. Đấy. Chạm vào nhau là tự động cộng sinh ngay, tự động khép vào với nhau thành một đối tượng này. Thì đấy là cái cách vẽ đấy. Nếu như các bạn muốn là vẽ vào đâu, chạm vào đâu để mà nối hẳn vào nhau luôn đấy, thì về mặt nguyên tắc chúng ta sẽ phải dùng cái block brush này chứ không phải là cái pen brush. Pen brush thì các cái nốt này nó chả có liên quan đến nhau cả. Đây, nếu như mà chúng ta thử xem, bây giờ tôi chọn cái này, vừa nãy chúng ta có nói về cái object đúng không, path này, join này, xem chúng ta có join được không và xem nó join theo cái cách như thế nào. Đây, xem kỹ lại nha. Nhìn trên bề mặt thì có vẻ liền nhau đúng không? Nhưng đây là một đối tượng, đây là một đối tượng. Bây giờ tôi chọn nó, object này, path này, join này, xem nó join như thế nào. Nó join bằng cách là tự động phát sinh ra một đoạn nữa để mà nối vào giữa điểm cuối của cái này và điểm cuối của cái kia đấy. Chứ chúng ta sẽ không thể nào mà làm theo cái võ là tự dưng chúng ta cắt đứt một cái điểm ở đây, thế xong rồi chúng ta nối nó vào, nó giống như là thành ra một cái chữ T ở trong cái đường vát đó, thì không bao giờ có cái chuyện đó nhé. Nhưng mà muốn nối ngang ngang hông như thế thì các bạn phải dùng cái công cụ block brush, và cái bản chất của hai thứ là hoàn toàn khác nhau, một cái là vẽ ra một dạng như bề mặt và một cái là vẽ ra dạng path. Path chỉ có nối điểm đầu với điểm cuối nhá, điểm đầu của một cái nọ với điểm cuối của cái kia được thôi, chứ nó không nối ngang hông giữa chừng. Nó giống như là chúng ta muốn mở một cái đường nhánh, hay là chúng ta cắt một cái ống nước ra, chúng ta nối thêm một cái nhánh rẽ ngang, thì Path không có cái cách làm như thế, luôn luôn là nối điểm đầu của cái nọ với điểm cuối cái kia, không bao giờ có chuyện nối ngang hông. À, muốn nối ngang hông thì chúng ta phải chuyển thể loại nhé. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà các bạn đang vẽ dở như thế này mà các bạn lại muốn là làm một cái kiểu ngang hông như thế, tại vì đây nó đang là gì đây nhỉ? Đang là đường path đấy, mà các bạn lại muốn là tôi vẽ dở này rồi, tôi không muốn vẽ lại nữa, thì các bạn sẽ dùng cái cách như thế này, chuyển đổi nó sang thành cái dạng khác đó. Thì chúng ta có một cái lệnh là vào object này, vào path này đấy, và các bạn sẽ có một cái lệnh là lệnh outline stroke. Với cái lệnh outline stroke này thì tôi sẽ biến đổi cái đường path tôi đang vẽ ra thành gì đấy, ra thành dạng bề mặt phin. Đây, đây rõ ràng là path đúng không? Nó có cái đường 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 dẫn, đường chủ của nó là đường xanh xanh mảnh ở giữa này. Đấy, nhưng mà bây giờ tôi vào object, vào path và vào lệnh outline stroke. Đấy, thì các bạn sẽ không còn cái đường xanh đó nữa. Và lúc này khi tôi bấm vào công cụ Direct Selection thì các điểm điều khiển nó lại bám vào cái đường biên này rồi. Có nghĩa là cái này đã trở thành một bề mặt dạng phim mà tôi chuyển thể loại cho nó. Đấy, khi mà chuyển thể loại thế này thì các bạn có thể vẽ tiếp, dùng tiếp cái thằng block brush, các bạn vẽ tiếp vào để cho nó dính vào với nhau.
nó hàn vào nhau theo một cái cách mà các bạn muốn là rất là thoải mái, muốn nối đâu thì nối, muốn vẽ đâu thì vẽ đấy. Còn pháp thì tuyệt đối là phải tuân thủ theo cái quy tắc của nó, cuộc chơi của nó là đầu nọ nối vào với cuối của cái kia đấy, chứ chúng ta sẽ không thể nào mà làm theo cái kiểu mà xông vào giữa chừng được. Thì đấy là giới thiệu nhanh hai cái công cụ là Paintbrush và Blockbrush với cái sự khác biệt giữa hai cái thể loại đó.